Thì các sếp đang chấm định đấy, thẩm định lại nhé, thẩm định lại máy con ngựa này có phải ngựa bạch không đấy. Đấy, các gia chủ đang thẩm định lại ngựa bạch phải bạch không. Thẩm định nhá. Đấy. Cứ đỏ luôn. Sao có con không lên đèn nhỉ? Đấy, có ông lên đi. Cái này con này nó bẩn thôi chứ nó bên trong nó đỏ. Cái này là nữa. Bỏ lên nhá. Hello, xin chào các bạn. Đang xem kênh Ngựa Bạch Xuân Trường nhá. Mình là Xuân Trường đây. Đấy, hôm nay mình lại đi xuống Hà Nội khu vực Sơn Tây nhá, làm cho khách ở Sơn Tây một em ngựa bạch nhá. Đấy, thì mình sẽ trước khi vào video của em ngựa đấy, mình sẽ quay đấy, trang trại ngựa cho các bạn nhá, để các bạn biết đấy, bên mình còn rất nhiều ngựa để là làm thịt nhá. Đây, đấy, còn rất nhiều ngựa đấy. Nào cũng hai tạ thịt, nào cũng tạ thịt hết. Đó, rất nhiều. Đây là số ngựa thịt nhá. Ở đây nếu các bạn muốn ngựa chăn nuôi, đây chăn nuôi còn rất nhiều đây. Đấy, chăn nuôi nhá. Đấy, ngựa sinh sản đây rất nhiều. Đấy, con ngựa đẹp thôi. Đấy, các bạn muốn chăn nuôi sinh sản thì hãy liên hệ mình đây một lô luôn. Đấy, các bạn nhá, ngựa này về chỉ khoảng độ nuôi khoảng độ 4 năm 3 4 tháng nữa là đến lứa nhá. Một con to to đang đến lứa rồi. Đấy, là đi đàn nhá. Và lấy được là phải sinh sản được. Các bạn nhá. Này. Ok các bạn nhá. Các bạn tiếp tục xem video. Vâng các bạn nhá. Đấy, ngựa đã lên xe nhá. Đấy. Đấy. Chúng tôi hôm nay bắt đầu lại đi mời ngựa xuống Hà Nội tiếp nhá. Để làm thịt cho khách. Và bây giờ đang là 2 giờ đêm nhá. Các bạn ạ. Các bạn tiếp tục hành trình theo dõi video nhá. Đây ok các bạn nhá. Giờ bên mình đang lên đồ nhá, xong xuôi hết rồi. Đồ hôm nay rất nhiều nhá, làm tầm độ hơn 50 cây giò cho khách nhá. Đấy. Bạn biết đồ đạc đã lên rồi, ngựa lên xe rồi nhá. Các bạn tiếp tục theo dõi hành trình của mình nhá. Ok. Đây ok các bạn nhá. Bên mình bây giờ đã đến Sơn Tây rồi nhá. Hiện tại là đang gọi cho anh khách đặt ngựa để ra đón anh em mình nhé. Đấy, xe con ở đằng trước rồi nhé. Hôm nay mình đi hai xe liền. Đấy, xe con đấy. Đây các bạn nhá. Đấy, đã đến nơi và đang chờ đợi gọi gia chủ ra nhá. Đây gia chủ có nhà rất thiệt đẹp. Đấy. Các bạn cứ tiếp tục theo dõi nhá. Anh em quá trình xuống ngựa và cho thịt ngựa nó cao nào nhé. Các bạn yêu quý kênh thì cho mình một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé, để ủng hộ cái sản phẩm ngựa bạch bên mình nhé, cung cấp các loại con giống, sản phẩm thương phẩm. Anh em nào mà cần ngựa cứ alo nhé. Anh em nào cần ngựa giống, ngựa thương phẩm, ngựa thịt Tết, xay giò, nấu cao để phục vụ sức khỏe cho bản thân và gia đình, biếu quà Tết các sếp thì cứ liên hệ thẳng với Bạch Mã TV nhé. Mọi chi tiết liên hệ mình để hết dưới phần mô tả nhé. Ok, các bạn tiếp tục theo dõi video. Vâng các bạn nhé, bây giờ đến nơi nhé, cổng nhà đây. Nhà B1 tên B5 đây. Đây nhá, nhà này. Đấy. Khu đô thị Phú Thịnh nhá. Đấy. Nhà B1 BT5. Đấy, cổng rất đẹp nhá. Em chúng tôi để xuống ở đây nhá.
ngựa đang trên xe đây. Đang trên xe cấp cồm rồi. Đang nào xuống ngựa tôi quay các bạn xem nhé. Ok. Các bạn cứ tiếp tục theo dõi. Cực to luôn, cực béo, thịt cực ngon. Chụp ảnh phát đỏ ngay mà. Đấy, nhá. Đây, chưa? Đây, các sếp đang kiểm định. Đấy, thẩm định lại nhé. Đấy, thẩm định lại máy con ngựa này có phải ngựa bạch không. Đấy. Các gia chủ đang thẩm định ngựa bạch, phải bạch không? Đó. Đó, thẩm định nhá. Ngựa cứ đỏ luôn. Sao có con không lên đèn nhỉ? Vâng nhé, đang thẩm định hơi rất nhiều nhấp ảnh ra thẩm định con ngựa bạch nhé. Chắc chắn 100% luôn, từ móng vó này, mồi mắt, móng đỏ, móng vó. Đấy, móng vó thôi, móng dính phân bẩn tiết nhé, bẩn chút nhé. Đấy, lông nó hơi đầm, nó hơi bẩn nhá. Ok nha bạn nhá. Đấy, đỏ tự nhiên nó đỏ, đỏ nào được. Nó đổi biến gen và nó phải mù vào thì nó mới đỏ. Tại sao vào trưa nắng thì nó mới có mắt. Đấy, đèn như nào không? Đấy, lúc cần lên đèn. Ok, đây là anh Bạch Mã, giữ Bạch Mã để cho gia chủ thẩm định lại em ngựa một cách chính xác. Đây không? Đây. Đúng rồi. Đấy, gì đỏ quá, đỏ luôn, đỏ như hoàn than. Đấy, cực đỏ. Đây là cho ông thẩm định. Bây giờ tắt bỏ đèn như là lên ngay. Đấy, thấy chưa? Tắt cái bóng đi cái là sáng đỏ hơn nữa. Tắt bóng nhá. Tắt bóng đỏ quá, không tắt bỏ. Tắt đi còn đỏ, đỏ lưu luôn. Đấy. Đấy. Mở luôn. Kính áp chưa? Kính nó gì lên nó mới ra. Nó có phát bảo sao không? Mình chơi trực tiếp thì nó đỏ, nó hơi nghiêng. Đấy, đứng ngang mắt thì cực đỏ luôn. Đấy, đây là người mẫu chụp ảnh để chụp ảnh nhá. Đấy, rất nhiều. Đấy, gia chủ đang thẩm định lại em chính xác. Đây là em Bạch, anh Bạch, người mẫu đẹp trai. Ok nha các bạn nhá, các bạn tiếp tục theo dõi nhá. Các bạn nhá, đây công tác chuẩn bị. Đấy, bàn ghế. Đấy, để anh em chúng tôi vào chuẩn bị vào làm gây mê em ngựa. Cạnh một cái chậu hoa rất đẹp, cái cảnh rất đẹp nhá. Đồ nghề đây nhá.
với nước sôi để khử trùng thao chậu lên tiết canh nhé. Rồi đây nhá, em ngựa đang ở kia nhé. Ok các bạn nhé, đây là phong cảnh gia chủ, bàn ghế. Ok các bạn nhé, bạn tiếp tục theo dõi nhé. Có rồi. Cài hẳn nhá, cài. Đây là hai nồi giò này, hai nồi giò đang chờ xay để cho vào luộc nhé. Thấy chưa? Đây thịt đây, đây thịt để thái giò đây. Đấy, cái thịt này để làm cỗ luôn nhé. Thấy chưa? Thịt ngon này, đây thịt bắp đây, bắp ngựa bạch, ngon tuyệt vời. Là ông giò nhé. Đây, ok các bạn nhé. Đây là thịt nhé. Đó. Thịt xay giò. Gia vị nguyên chất nhá. Nguyên chất. Là gì đấy? Nguyên chất đấy. Muối á, muối rang. Muối rang mình chín chưa. Mỡ. Mỡ lợn rừng. Mỡ lợn nuôi trong rừng. Mỡ lợn mán. Mỡ bản. Thì khác biệt luôn. Khác biệt. Có những cái lông đen đen nó bám vào. Có những cái màu lại khác. Nó lượng dưới chua này màu khác. Cái mỡ mà nó nuôi công nghiệp, mỡ trắng toát, nhạt toẹt đi. Màu khác mà. Vâng. Đây là lòng ngựa nhé. Đó, đây là lòng ngựa bạch các bạn nhé. Đây thôi. Đây là bộ xương nhé, sau khi bên mình làm xong thì nữa vận chuyển sang bên kia để nấu cao các bạn nhé. Đây là thịt ba chỉ này. Đấy, thịt ba chỉ em này cực ngon luôn, ngựa đực nhé. Đây là phổi ngựa. Đây là phổi ngựa nhé. Đây là phổi ngựa các bạn nhé. Thank you.
60 khung hình trên đây. Cả bộ nó 15 triệu. Quá dẻo luôn. Đây ok các bạn nhé. Mọi người đang oánh cái canh ngựa. Rồi các bạn xem oánh cái canh ngựa bạch như thế nào nhé. Đấy, 500 cây. Anh ngồi đi chị. Nhặt nhặt cái lông gì ra. Mình vừa lấy một cái nước sinh hoạt không gì. Đây ok các bạn nhé, bên mình đang băm xương nhé. Xương đang băm, chỉnh đang băm. Xuân Trường Vlog các bạn ủng hộ kênh Xuân Trường Vlog và kênh Bạch Mã TV nhé. Đem nhiều ngựa bạch, nhiều liều thuốc bổ, nhiều ngựa ngon, bổ đến cơ thể, xương cốt mọi người nhé. Đây, xương ngựa bạch đây đang băm. Làm từ An các bạn nhé. Ừ, các bạn nhé, tiếp tục nhé. Sau một thời gian làm mệt nhoài, giờ chúng tôi đã ăn cơm xong. Đấy. Bây giờ mình sẽ review các bạn một cái bể cá coi tại nhà ông chủ khách nhé. Đây, quay bạn xem nhé. Đây các bạn nhé, cá coi đây. Cá coi nhé. Đấy, được. Hơi loa tí nhé, bởi vì có ăn nên đớp này, thấy chưa? Đấy, không chưa? Đấy, mình có ăn này, đớp này, đớp con hình đấy. Cái chìa đẹp nhé. Đấy, tổng cho ăn lên hà mồm mỗi nơi này. Cực mê luôn. Cực mê. Cực đẹp nhé. Đấy, tỉnh cho ăn ở bên lớp, đấy, lớp. Ý, là một con, to chưa? Đây là nhá, mình quay ở dưới này. Sao mình quay cây ở dưới kính này? Thấy cá chục cân này, to chưa? Cái cây chục cân này, con này to này, này con này. Cái chục cân này, nó vàng này. Cái trắng này gần đến nhá. Đấy. Nhìn to cái con vàng ấy, con vàng này nhìn to chưa? Tẩm mình cho ăn há mồm đấy, thấy chưa? Đấy, rất thiệt đẹp nhá. Đây là con cảnh của bể cá đây. Nóng này chưa nở hoa nhá. Kiểu hoa ban đỏ. Hoa đỏ nó nở hoa nhá. Đấy, hoa nằm bên kia. Đấy bạn, thấy chưa? Hoa đỏ ấy. Vâng, mà tại đây có một cây hoa men. Hoa là hoa rẻ đấy. Chỉ to à. Đánh ở đâu về mà chưa ra hoa. Mùa này chưa ra hoa nhá. Đấy, cực đẹp hơn. Đây là quang cảnh cổng nhà ông chủ khách nhá. Đấy, đây là quang cảnh cổng các bạn xem. Đấy, số nhà đây.
số nhà là B. Đây là cây Hòn Nam Bộ ở trên Hòn Nam Bộ này. Đấy, phong cảnh Hòn Nam Bộ đẹp luôn. Đây cây mọc rất chi to, đấy, đứng đây rất chi thơm nhá. Đấy, mọc này. Phong cảnh mọc này. Đấy, mấy cây, một hai rất chi là nhiều cây mọc nhá. Giá trị cao cây mọc này, cực thơm luôn nhá. Đấy. Ở đây có vườn rau trong lưới nhá, rau trong lưới này. Đấy. Mô hình rau rất là hay, CO luôn, các bạn nhìn rõ không? Thế con lưới mình không vào được nhé. Thấy chưa? Đấy. Hoa cúc này cũng rất là đẹp, đẹp luôn. Đấy. Phê luôn. Đi gió nhá, gió nó bước ra. Và đợi nguội với tháo nhé. Nước nó liệm liệm liệm. Nguội tháo. Ừ. Đấy. Nhiều. Đấy. Này này. Đấy. Đấy các bạn. Kể cho các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Đấy các bạn nhé. Bây giờ này là thằng cố này. Đấy, thằng cố đây. Đấy, đây là thằng cố nhé. Đây là thằng vang. Đấy, thằng vang đang làm, đang băm để bớt gia vị nhé. Ở đây là thức canh, đang băm hèm thức canh nhé. Đấy, ngon luôn. Ở đây là các người đẹp đang thái giò nhé, giò rất ngon nhé. Đây cực ngon. Đấy. Đây lấy nước cao su luôn. Đấy, trang điểm này. Chưa vâng nhá, đây ra lên mâm nhá. Đấy, để dân thịt như vậy để nhúng này. Giò đây. Ở đây viết từ. Đây làm lẩu nhá. Và đây là những rau hoa quả đây nhá. Đấy, các bạn nhìn xem. Đây từ xa các bạn nhìn nhá. Có 25 mâm thôi. Đây khách đặt 25 mâm làm cỗ. Đấy, đây. Ok chưa? Cực phê luôn nhá. Đấy. Đấy, mâm cỗ cũng có những nước ngọt này. Đấy. Đây. Đây giò đây. Giò ngon luôn. Rau bày rất là đẹp. Đây con quay à. Để review bạch mã hoàng tử. Bạch mã sáng đang hí hí, chiều đang cái thằng đấy. Bụp cái. Đây đĩa rau đĩa thịt nhúng đây nhá. Đấy, đây là giò đây. Đấy, thử nhiều luôn. Đấy, các bạn yêu quý kênh hãy cho mình một like và chia sẻ đăng ký kênh nhá. Để mình sẽ làm cho tất cả mọi người biết cái sản phẩm bên mình. Các bạn bè muốn ăn thịt ngựa, muốn làm nấu cao. Đấy. Ngoài những thịt ngựa bên mình có ngựa giống nữa nhá. Đấy. Sinh sản, thương phẩm có hết. Đấy, các bạn muốn chăn nuôi cứ alo mình nhá. Số điện thoại là ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Đây, gia vị đây nhé, gia vị chư vang đây, ngon luôn. Xả ớt các kiểu luôn. Đây là phổi ngựa nhé, tươi luôn, thịt luôn. Đấy, các bạn nào muốn ăn phổi ngựa thì alo mình nhé, trực tiếp mình thịt và đến tận nơi luôn. Đấy, cực ngon. Phổi đây. Đấy. Cực sạch luôn. Phổi này là phổi tươi. Cực khỏe luôn, ngựa nó rất khỏe nhá. Đấy, các bạn muốn ăn phổi ngựa thì tươi có sẵn đấy nhá. Còn phổi ngựa bạch ngâm thì có ngâm sẵn có nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn yêu quý kênh. Đấy, cho mình like chia sẻ nhá và chia sẻ nhiều bạn bè biết đến sản phẩm bên mình nhá. Đấy. Và những bạn bè nào chưa, nhiều bạn bè chưa biết đâu. Đấy. Tại vì muốn tìm thì không biết tìm ở đâu nhá. Ok. Các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Vâng, tiếp tục các bạn nhé. Giờ là cỗ đã là làm xong rồi, bây giờ khách ăn đang tàn, sắp tàn nhá. Đấy, có 30 mâm cỗ thôi. Làm đơn giản mà rất chi là vất vả. Đây bạn nhé. Tiệc sắp tàn nhá. Đông lắm. Hôm nay
là gia đình ăn tất niên. Đây mâm cỗ bên mình đây nhá. Có bánh với giò này, dòng để này, đây là bánh mì, rau ngũ sắc đây, tiết canh, xôi ngũ sắc, nuôi lẩu, lẩu ngựa nhé. Đây dòng ngựa nhé, thơm ngon mùi rẻ. Mở ra. Bao bọc kín luôn. Đây là thực đơn các bạn nhé, đơn đây. Rất nhiều. Giò ngon chưa? Thực ngon luôn. Một con 12 cân, một con 8 cân thôi được không? Đây nhá, đây là mình nhá. Đặt trên quả. Đây là hoa cúc cái thịt đẹp nhá, thấy đẹp không? Thịt đẹp. Hoa cúc cái quý mâm xôi các bạn. Mình xin cái cành này về trồng nhé các bạn nhé. Đây các bạn tiếp tục theo dõi video nhé. Đây. Các bạn yêu quý kênh nhé, cho mình một like và chia sẻ đăng ký kênh nhé. Và ủng hộ sản phẩm bên mình. Đây nhá, nước chấm là đặc hiệu này. Có mớt tỏi, ớt, đấy, rồi cà chua tương, cà tương cà, mắc khén, từ bắc, ui giời ơi. Giờ này tôi sau xay lên, nữa là khách một đầy nhá, khách đã yêu cầu là hết rồi, còn đợt thứ hai. Vâng, tiếp tục các bạn nhé, hôm nay mình nấu cao xuống chỗ Đồng Mô đây, đấy, Sơn Tây, Đồng Mô. Đấy, chỗ khu du lịch sinh thái nhé, rất là đẹp. Này xây nhà toàn bằng đất đao thôi nhé. Đây mình sẽ quay các bạn xem. Đây còn ăn bộ đẹp luôn, review cây cảnh khu vực mình nấu cao đấy nhé. Đây, mình thấy đẹp không, mê luôn. Đây, những nhà rất cổ kính này. Đấy, mình thuê nhà bếp này nhé, rất cổ kính. Đấy, đá ong xây thằng ong thôi. Đấy. Được. Mê luôn. Và đây được một chòi nhá. Đấy, chòi uống nước. Thực. Các bạn nhìn thấy cà phê không? Đấy. Toàn đá ong nhá. Đây đá ong chất chưa? Đá ong chất này nhờ rỗ này. Có cây leo rất thiệt đẹp nhá. Đấy, cái cột rất thiệt đẹp. Đấy, khu nhà bếp này. Đây khu vực nhà bếp đây. Đấy. Rất cổ kính, rất chi là cổ nhá. Đấy, ok chưa? Đấy. Còn đây là khu nhà khách nghỉ nhá. Và thuê phòng trọ đây luôn. Giá cả rất là rẻ. Có độ 1 triệu ngày thôi nhá. Nhà phòng nghỉ đây, có điều hòa mát lịm. Đấy. Toàn đá ong hết nhá các bạn. Đấy, toàn đá ong. Nhà xây rất chi là đẹp. Không có gì hết ngoài đá ong. Đây là quang cảnh mình nhìn từ đây ra nhé. Mình lia cho bạn xem quang cảnh khu vực mình nấu cao. Đấy, thử nghiệm xây giò nấu cao ở đây nhé. Đây sân vườn. Vườn đây nhé. Rộng, chỗ này khoảng độ 2 mẫu các bạn ạ. Gần 2.000 hectare, 2 hectare. Đấy, các bạn xem cực mê luôn. Nhà này nghỉ cực mát luôn nhá. Mùa hè đây cực mát, mùa đông cực ấm. Toàn những cái xây bằng đá ong hết. Ở đây xe mình nhá. Đấy, cạnh cổng luôn. Và cạnh đây có một cái giếng cổ nhá. Tôi quay cận cảnh giếng cổ các bạn xem. Thấy chưa? Dưới này rất chi sâu. Dàn hoa giấy. Đấy, nghỉ mát luôn. Đây. Tiếp theo là một cái bể cá luôn nhé. Đây bể cá này thì là mê luôn. Đấy, bạn nhìn xem. Đấy, có cầu ra, đấy, có giữa một đây. Đấy, cái cây nhưng mà chết mất rồi. Đấy. Cái đàn cá kia nhé. Và đây là một cái sưa to này. Khoảng tắp này, cái sưa này. Thì giá 100 tỷ nhưng mà chưa bán. Gia chủ chưa bán nhé. Đấy, cái sưa rất to. Vâng, tiếp theo đây là một khu nhà để nghỉ dưỡng tiếp nhé. Toàn xây đá ong thôi. Đấy, có số nhà, số khách ở đây, nghỉ đây. Đấy, rất mát mẻ, cây mọc bám dưới đầy tường luôn. Đấy, toàn đá ong thôi nhé. Đấy, thấy chưa? Đá ong này, cột. Bông bưởi rất nhiều nhé.
Đấy. Thấy chưa? Vườn rất nhiều hoa quả. Ở đây là khu vực mình nấu cao nhá, cây rất thiên mát này ạ. Đây. Khu vực nấu cao nhá. Đồ đạc đấy nhá. Ở đây là ông bảo vệ, ở đây là khách. Mình vẽ tí. Và ra này nhá, nó có một bể cá koi đây. Đấy. Cá koi đây, mình nhìn xem. Mình con mình phát nó chạy luôn. Đấy, ok nha các bạn nhá. Các bạn yêu quý kênh hãy cho mình một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nhá. Mình sẽ review các bạn những quang cảnh mà mình đi nấu cao thì ngựa ở những nơi xa. Những view đẹp mình sẽ quay các bạn xem. Các bạn nhé, các bạn tiếp tục theo dõi cái quá trình nấu và cắt và dao cao nào nhé bạn nhé. Ở đây nhá, đấy, nấu cao có mất có 4 ngày đây thì mà nó hết có mấy nửa bình ga đấy. Đấy. Cao chất lượng chưa? Đấy. Đấy. Ở đây đang cách thử các bạn nhé, sôi sùng sục luôn nhé. Đấy. Ở đây đã cách mà chỗ này là đang đã sắp được rồi nhá. Cái này là đại cô ok nhá. Đấy, các bạn tiếp tục theo dõi nhá. Quá trình nấu cao như nào nhá. Ok. Đây ok các bạn nhé. Bây giờ là hơn 10 giờ đêm nhá, sắp xong trận World Cup với Croatia với Maroc rồi nhá. Bên mình là sắp được đổ nhá. Tầm độ 20 phút nữa là được đổ. Đấy, các bạn nhá. Cao đang biến thành màu vàng các bạn nhé. Thì các bạn tiếp tục theo dõi quá trình thì nó đổ bên mình đổ cao cho khách nhé. Đấy, cao nhỏ bạch và có thêm xương phụ là đấy, mai rùa và xương mèo đen. Mèo đen và xương xương dương. Nấu như cao tiểu hổ luôn. Vâng nha các bạn nhé. Tiếp tục sau một thời gian vật lộn với lại sóng biển, đấy, anh em chúng tôi đã ra mẻ cao, đang toàn cách thử nhé. Đây, đây cách thử, trong nồi đã hết rồi nhé. Trong đây trong nồi cách áp suất đã hết rồi nhé. Bây giờ là anh em chúng tôi là ăn đêm, đấy, ăn đêm này, đêm mình có mỗi sữa bò sơn tây thôi, bồng, sữa chua. Các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Đấy, ok các bạn nhé. Bây giờ chuẩn bị đổ là rác khuôn nhé. Khuôn chuẩn bị sẵn đây. Cao rất ngon nhé. Đây, nhổ lên nhé. Các bạn thử một miếng. Và các bạn thử miếng cao của bạch nhé. Đấy. Cao của bạch chuẩn luôn nhé. Thôi, ăn ít thôi. Các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Đó, ok nhé, bên mình bắt đầu bỏ máy ra nhé. Đấy, bỏ máy ra để bắt đầu cô đảo đây, đảo bằng tay nhé. Đấy, mọi việc là rất kỳ công nhé. Cao này cao ngựa bạch chuẩn nhé, vàng ươm luôn. Hơi bỏ. Yeah. Bỏng đâu cái đấy. Nhấc nó lên mà. Một giây sau đấy, đang vét cái này cho nó sạch nhé. Nhấc hẳn đi. Quá đẹp luôn nhé. Này chỉ việc phủ cũng đủ thôi nhé. Các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Đấy ok các bạn nhé. Giờ bên mình đang chuẩn bị đổ đây. Các bạn theo dõi cái quá trình đổ cao của mình nhé. Đấy. Đang đổ nha. Đó. Tí một thôi. Ra. Đấy. Các bạn theo dõi quá trình đổ cao này nhé. Tiếp tục sơ thứ hai nhé. Đây sơ thứ hai đây nhé. Quá đẹp luôn.
không ăn. Đây còn nốt siêu nữa nhá. Có lẽ còn cầm lông vô đôi chung này. Làm mấy cái chưa? Đây các bạn nhá. Đấy. Đã hết, vét nồi hết nữa. Ừ. Là cho đây trắng chảo nhá. Ok. Đang mân mê nhá. Các bạn tiếp tục theo dõi nhá. Đấy, ok các bạn nhé, đã xoa xong nhé, giờ chỉ chờ cắt thôi. Một mặt phẳng nhé. Đấy, một em trên 2 tạ, đấy, gần 3 tạ. Trên 5 cân cao tí thôi nhé. Đẹp không? Anh em dầu đặt cao ngựa bạch, đặt ngựa bạch ra luôn nhé. Quá đẹp luôn. Đây là Xuân Trường, đây là bác Hoa Bần núi nhé, trực tiếp ra tay. Đẹp trai. Vâng, tiếp tục các bạn nhé, anh em chúng tôi bắt đầu vào quá trình là ra sản phẩm đây nhé, cắt phân chia giai cấp. Công nhân rồi để cho công nhân. Đấy nhá. Đồng đây đã thành miếng rồi nhá. Đấy, miếng cao rất chi là đẹp nhá. Vuông vắn. Đấy. Màu vàng chanh các bạn nhá. Miếng cao rất chi là ngon. Lì các ngựa bạch nguyên chất nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn ủng hộ kênh hãy cho mình một like, một chia sẻ đăng ký kênh nhá. Đấy. Các bạn tiếp tục theo dõi nhá, quá trình cắt nhá. Đóng gói của bên mình nhá. Đây. Đây là bộ xương nhá, đã hết cao nhá. Xương này đã hết rồi, còn mỗi xương không nhá bạn nhá. Đấy, xương đây. Đấy. Đây xương bạn nhá. Đây. Ok bạn nhá. Vâng các bạn nhá. Đấy, quá trình bàn giao cao của mình đến đây. Đấy, đã kết thúc nhá. Đấy, đã cắt cao hoàn thành giao cho chủ nhà nhá. Đấy. Các bạn yêu quý kênh, hãy cho mình một like, mình chia sẻ, đăng ký kênh nhé. Đấy, kênh Ngân Bạch Xuân Trường. Đấy, kênh mình một like, chia sẻ. Đấy, đặc sản bên mình. Mình phục vụ từ ăn rét, từ thịt, ngựa này. Xay giò nấu cao. Đấy, đây miếng cao này nhé. Đây miếng cao rất ngon. Vuông, tròn, đẹp, màu rất đẹp nhé. Màu chanh, vàng chanh các bạn nhé, màu vàng chanh. Đấy. Cái này có sổ hoa rơi cho nó. Đây. Video của mình đây là kết thúc nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh và ủng hộ sản phẩm với mình nhé. Ok, chào tạm biệt các bạn.